Chào các bạn nha, hôm nay chúng ta ra sông Sòi Rạp và xem mấy con tàu rất là lạ đi vào cảng Cát Lái các bạn. Ở đây có một chiếc du thuyền dạng nhỏ nha. Đây là chiếc du thuyền của mấy anh Tây, chắc họ đã đi từ nước ngoài đi qua Việt Nam các bạn. Chiếc này hai thân, thì mình quan sát là nó có cả cánh bồm nữa. Nhìn đi rất là nhẹ nhàng các bạn ơi. Đây là trên chiếc du thuyền. Chiếc này đi xuyên lục địa luôn á. Đây là một chiếc du thuyền đang đi trên sông Sà Rạp. Tham quan khu vực Đồng Nai, Sài Gòn, sông Đồng Nai các bạn. Nhìn quá đẹp các bạn ơi. Đây là phía sau đuôi của chiếc du thuyền nha. Chiếc này có gió có thể đi là không cần bật động cơ luôn. Chiều ngang chiếc này tầm chắc khoảng 7 tới 8 mét quá. 7 mét. Cái cột bờm quá cao. Nhìn đã. Ở khu vực của mình thì có một số chiếc hai thân thường là tàu cao tốc các bạn. Ở đây có một chiếc chở dầu, chiếc Singapore tàu chở dầu các bạn. NSH. Chiếc này có chiều dài 126 mét nha. Để chở được 12.300 tấn. Mấy hôm nay trời miền Nam quá nắng. Trời nóng. Sương mù ẩm và độ hiện giờ cũng rất là cao nha. Đây là một chiếc tàu Singapore, chiếc tàu chở khí hóa lỏng, chở dầu.
Đây là phía sau đuôi của NSH Singapore nè. Phía bên tay trái là cây cờ Việt Nam các bạn, bên phải là cờ Việt Nam. Tay trái là cây cờ hoa tiêu, có hoa tiêu của người Việt Nam bản địa, ta lên ta lái cái con tàu này đi vào khu vực phía trong các bạn. Tàu quá lớn. Chiếc này chở dầu à, có thể chở Việt Nam đi Singapore quá. Đây có thể là quanh 2306 các bạn. Một chiếc tàu rất là dài nha, nó gần 200 mét lận. Mức nước hiện giờ của nó là 9,8 mét. Chiếc này chở được 34.000 tấn rồi. Nó chở được 2.300 cái container là chứ mà. Hiện giờ nó đang rời khỏi Việt Nam nè. Chiếc này mình quan sát từ trên sông chạy rất là đẹp. Ra biển chắc nó đi tốc độ cũng nhanh hơn nha. Hiện giờ nó đi tầm khoảng 25 km/h. Quanh 2306 là một con tàu đóng vào 21 năm rồi. Đóng vào năm 2002. Và quanh 2 thường là đi cờ của Singapore các bạn. Cái cảng nhà của quanh 2306 là Singapore luôn. Chiếc này bề ngang của nó là 30 mét rồi. Nó chạy ngang một chiếc ghe đánh cá. Khu vực này mấy chiếc ghe nhỏ đánh cá rất là đông nha. Chiếc ghe đánh cá nó neo giữa sông mới ghê chứ. Quá trời lớn. Chạy ngoài sông nhìn cục cái núi á. Giờ nó chắc tới 5 tầng rồi. Container nó chắc ở trước. Đây là phía trước của quanh 2306 các bạn.
Wow, bionic đi tốc độ ghê không? Đây là tàu của Việt Nam các bạn ơi, một chiếc của VinBionic nha. Thường mấy chiếc Việt Nam chở từ 700 TEU trở lại, chiếc này là 588 TEU. Nó đang đi ngang chiếc xà lan. Chiếc này dài chỉ 120 m thôi, bề ngang là 26 m các bạn. Chiếc này chở được khoảng 9.000 tấn. Nhỏ đi tốc độ dữ thiệt chứ. À, chiếc xà lan này đi giống tàu ngầm không các bạn, không biết nó chở cái gì luôn nha.
tàu container ba cái cẩu. Và đây là Evan O, một chiếc tàu chở được 2.476 cái container và nó dài 195 mét các bạn, bề rộng là 33 mét. Bây giờ nó chắc từ gian trước gian sau container đầy tràn hết trơn, quá trời dữ thiệt chứ. Liên mãi
Thank you.
tục là một chiếc mép nha các bạn. Chiếc này cũng tải trọng là 37.000 tấn. Một chiếc mép dài 185 m. Đây là một chiếc tàu mang biển hiệu của Singapore các bạn. Nusantara, một chiếc tàu container dài 186 m. Cái này cái hướng nó đi ra biển các bạn, đi ra sông Sài Gòn ra cái mép nha. Ở đây là khu vực sông Sò Rạp. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại những clip tiếp theo nhé.